Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hiện tại mình, nhà rồng sát ướp đang đi khám phá một xíu. Tại vì hôm nay mình có một cái mục tiêu á, đó chính là mình sẽ mua được thật là nhiều những cây gậy phép mới của những cái hệ khác nhau ha. Mình muốn mỗi cây gậy phép, chẳng hạn như là gậy phép của Pháp Sư Lửa đúng không, là mình sẽ gắn vào đó toàn là những phép thuật liên quan tới lửa thôi, để mình tiết kiệm được mana nè. Với lại mình muốn tìm phép nào đó thì nó cũng dễ nhớ hơn nữa, đỡ phải bị lộn á. Đó, thế nên thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm thật là nhiều những cái nhà của những vị pháp sư bán gậy phép á. Hy vọng là mình sẽ sớm gặp được. Tại vì nãy giờ đi thì mình và rồng Mummy cũng không có gặp được cái chỗ bán gậy phép nữa đó. Không biết bữa nay có mua được cây gậy nào hay không nè. Cũng hên xui may rủi lắm. Hy vọng là nhân phẩm của mình hôm nay sẽ cao để mua được gậy ha. Rồi, tới dùng hoang mạc rồi. Thường thường dùng hoang mạc cũng dễ gặp mấy cái chỗ tòa tháp của pháp sư lắm nha. À, đây rồi, cuối cùng gặp được một cái tòa tháp của pháp sư đầu tiên. Ủa nhưng mà pháp sư đâu? Ơ kìa, ủa cái nhà của người ta còn bị nứt nữa. Rồi luôn, Sukana vậy. Chưa, để mình tiêu diệt bớt zombie ở chỗ này đó. Ở đây có một cái làng bỏ hoang nên nó có những cái lồng spawn ra zombie nè. Mình sẽ đạp đi. Bên đây nữa. Rồi luôn, mới gặp cái đầu. Ở đây rồi, đây rồi, pháp sư đây rồi. Ủa pháp sư làm gì đấy? À, đi săn zombie à? À, trời ơi, đi quýnh zombie cốt cuộc bị zombie nó quýnh ngược lại. Cố lên. Cố lên pháp sư. Ui pháp sư bị ăn hiếp rồi. Mình sẽ tiếp pháp sư. Này thì dám quýnh pháp sư hả? Trời ơi, quýnh không lợi zombie hả? Chắc tuổi già sức yếu rồi. Thôi bán gì nào. Bán một cây. Một cây gậy. Giá là 8 ngọc lục bảo với 8 pha lê phép thuật hả? Ok, cũng khá là rẻ đấy. Mua luôn, ủng hộ ha. Nè, lấy tiền mà chữa thương đi. Ai ủng hộ nha. Quá đã luôn. Rồi, vậy là có được một cây gậy phép mới trong ngày hôm nay rồi. Ừ, sẵn tiện mình có đem theo cái phép hồi phục ấy, mình sẽ hồi phục lại cho pháp sư luôn ha. Giúp đỡ người ta đi. Rồi, và bán cho mình thêm cái nâng cấp để mình kiểu như là tăng cái lượng mana của mình lên hay sao này. Ờ, cũng ok đấy. Mình sẽ mua luôn đi nha. 7 ngọc lục bảo và 10 cái pha lê phép thuật. Ok, hơi tốn đó nha, nhưng mà kệ, gán mua ủng hộ luôn. Rồi, xong phim. Có chiến lợi phẩm đầu tiên rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, giờ thì đi thôi nào Mummy. Đi tiếp thôi. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục gặp được những cái chỗ bán đồ tốt giống như vậy ha. Mới đi rồi gặp liền cái chỗ bán gậy cấp, hình như là cái này cấp Advent ấy. Ê, và dưới này nó có một con rồng. Ui. Từ. Bữa nay có cơ hội thể hiện rồi Mummy ơi. Thể hiện đi Mummy. Tấn công con rồng kia. Ui, nó tới nơi rồi, chạy thôi em ơi. Không kịp tấn công rồi. Giữ khoảng cách cái đã. Từ. Tại vì Mummy mình chỉ có 4 đòn tấn công thôi, nên mình phải giữ khoảng cách với cái con đó mới được. Không để cho nó áp sát rồi nó cắn trúng rồng của mình thì rất là nguy hiểm luôn. Cố lên Mummy, anh tin em có thể làm được. Cố lên. Bây giờ mình sẽ chơi chiến thuật là đánh xong chuồn nhé. Ui, bị lắc. Chiến thuật đánh xong chuồn. Đánh xong chuồn nè. Sao mà bắt kịp được Mummy của mình, chạy hơi bị nhanh. Đánh xong chuồn. Đánh xong chuồn. Chiến thuật này là làm cho những con rồng rất là ức chế luôn. Nó sẽ tức giận và nó dí theo mình hoài nè. Đấy. Ui, quay vòng vòng á. Quay vòng vòng nè, phun lửa luôn. Ui, nó bắt kịp ơi. Ui, nó chạy cũng nhanh phết đấy. Nhưng mà không sao, Mummy vẫn giữ khoảng cách được. Rồi, bà gần kết thúc được cái con đó rồi. Để mình tấn công thử coi. Arcane Beam. Ui, nó ăn thịt rồng. Ôi trời. Trời ơi.
Gần làm được rồi mà để cho nó ăn thịt rồng của mình luôn. Mummy. Hôm qua Mummy hết bị con rồng cờ lan nó đánh cho gục, rồi bây giờ tới bị con rồng quan giả thì đánh cho gục nữa. Mummy kiểu như nhân phẩm hơi hơi đen ấy. Trời đất ơi, su cà na cho ẻm thiệt chứ. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm máu rồng ha. Ồ, được thêm 6 lọ. Con rồng này có 6 lọ máu rồng à. Rồng này hơi ốm nha. Rồng này hơi ốm. Rồi có thêm máu rồng là thấy đã rồi đó. Hiện tại Mummy đã bị thương rồi nên mình không kêu Mummy ra được nữa. Thành thử ra mình sẽ kêu một em rồng khác để cùng mình đi tìm tiếp những cái chỗ bán gậy phép á. Bữa nay mình sẽ cưỡi em nào vậy ta? Em nào lâu rồi? À, Red. Red rất là lâu rồi mình chưa cưỡi lại nè. Rồi, nay cho Red thể hiện nha. Red đi chung anh nha. Đi. Let's go. Ý. Tự nhiên chỗ này nó có cái chỗ. Nó xây cái thánh giá lên nhìn thấy ghê vậy. Này, nhìn khá là đặc biệt ha. Ồ. Có đồ dữ luôn. Ui, cô lòng xuất hiện quá vật luôn nè. Yêu. Ghê vậy. Sao khúc này không có công trình gì hết ta. Hơi buồn. À, đỡ cái cũng có được một cái chỗ có rương này. Đổ sức tiếp. Hiện tại thì mình vẫn còn cái phép này mình chưa có dùng được. Đấy, mỗi lần mình dùng phép này kiểu như mình dùng sai cách ấy nên nó chưa có thực hiện được á. Chắc một xíu về mình phải học cái phép đó mới được á. Rồi còn hiện tại mình phải gán chiến đấu với những pháp sư lửa. Ừ, phun lửa đi. Phun lửa thì tôi phun ra ha. Chùm tia sức mạnh của tôi. Phun lửa đi. Phun lửa nè. Phép Arcane Beam vẫn đỉnh như ngày nào ha. Còn một tên thôi. Mấy thanh niên này rất là thích phun lửa luôn. Nên mình sẽ cho vô hố đen mà chơi. Vô hố đen mà phun lửa một mình đi nha. Liêu liêu. Rồi, giờ thì mình sẽ lút rương nào. Trong rương sẽ cho mình một chiếc nhẫn. Ồ, cũng hay. Mình có thể đeo để búp cho mình á. Và một quyển sách. Kiểu như là làm đóng băng ha. Ồ, phép đó mình cũng đã học rồi. Tiếc quá à. Ồ, mình sẽ đeo thử cái nhẫn mới đi. Nhẫn mới cho mình thêm tốc độ ấy. Cũng ok. Rồi. Thôi, gần đây còn công trình gì khác không? Để mình biết đường mình còn cưỡi rồng đi tiếp nè. Bữa nay có vẻ mình không có duyên với mấy cái công trình rồi. Mình cũng đi dữ lắm. Ồ. Ồ. Mình tìm được một cái cánh cửa dẫn tới cái dungeon cát nè. Ở dungeon sa mạc. Desert dungeon đó nè. Ồ. Vậy là bây giờ mình cần phải tìm cái chìa khóa dẫn tới cái công trình này. Phải đánh dấu lại thôi. Để mai mốt mình cùng nhau khám phá trong cái công trình này nữa. Rất là đã luôn. Ui. Tò mò quá à. Đã nha. Tòa tháp pháp sư thứ hai trong ngày. Ê, kế bên nó còn có công trình gì nữa cơ. Đã nha. Rồi, ui, sao gồng mình mất máu nhiều quá à. Chữa thương lại cho gồng Red cái đó. Nãy giờ té đuổi luôn á. Ok. Đang bắn tim thì đi à. Buồn ghê. Rồi đi lên. Ủa sao mình nghe tiếng zombie. Ủa. À không. Bình thường hết hồn tiếng đâu pháp sư biến thành zombie rồi chứ. Rồi bán cho mình sách hồi phục. Gậy. Gậy master. Oh my god. Bán một cái gậy master. Của cái hệ hồi phục nè. Thì được nha. Bây giờ thì mình không có mang theo cái viên kim cương. Này. Không có đem theo cái Astral Diamond. Một xíu mình về nhà mình mới lấy rồi mang theo được. Mình quên ta. Mình không nghĩ là sẽ mua được ấy. Sao nay hết vậy? Một cái gậy master mà mua từ pháp sư luôn đó nha. Quá đã, mình phải đánh dấu lại. Rồi có gì mình sẽ quay trở lại đây để mua ủng hộ ha. Mình mặc đồ giống pháp sư luôn nè. Không biết có cái voucher giảm giá gì cho mình không ta. Mặc đồ giống nhau là đồng môn á. Đồng môn không giảm giá là giận á nha. Trêu vậy thôi. Còn giờ thì qua bên công trình kế bên để coi có gì nào. Bữa nay có vẻ khá là hên đó nha.
mua được toàn gậy xịn không à. Thì master luôn á. Rồi, công trình này thì... Ồ, nó có đường vô. Để mình đột nhập vô cái đó. Và cho nó cái hố đen trước đi. Đấy, mà chỉ đợi xíu rồi vô thôi ha. Nó sẽ hút vô hết cái hố đen rồi. Con kia cũng hút vô hố đen mà chơi đi. Quá là đơn giản luôn. Rồi, giờ thì lên tầng 2 nào. Ây da, ây da, ây da. Con này láo tét. Trời ơi, có con ma nó quýnh mình quá trời luôn kìa. Để mình gán đu dây lên trên cái đó. Ui, trên này nhiều ma lắm. Ma thì vô hố đen đi. Ủa, sao công trình này không có rương ta? Toàn là lòng spawn đúng mà, nhưng mà mình không có thấy rương gì hết luôn. Có rương không? Rồi, không có rương luôn. Và phía trên này nó có một cái block được gọi là Guardian Altar. Cái này thì mình cần phải đặt một cái đầu của con xương hoặc là đầu con zombie lên trên thì nó sẽ kích hoạt cái công trình này và dẫn mình tới một cái trận chiến thì phải. Bây giờ thì mình cũng cần phải về nhà để lấy cái Astral Diamond mua cây gậy phép rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cưỡi rồng bay về nhà một chuyến để lấy kim cương Astral ha, cũng như là lấy một cái đầu của con skeleton mang qua đó để chúng ta triệu hồi và đánh nhau với mấy cái con boss canh giữ luôn. Đầu tiên thì mình sẽ vô đây để mua gậy phép trước đi, để lại quay một hồi cái mình quên á. Rồi, đứng đây đợi luôn, trời, biết người ta quay lại cái đứng đây đợi luôn á. Rồi, mình sẽ lấy vàng, hình như là 10 vàng á, với một viên Astral Diamond ha. Mình mang theo 3 viên, biết đâu một hồi mình gặp thêm vài chỗ bán gậy master thì sao, mua luôn. Ôi, cần 20 vàng lắm à. Ok, 20 vàng. Một Astral Diamond là được một cái gậy master. Trời ơi, nhức cái nách luôn. Vậy là được 2 cái gậy mới trong ngày hôm nay rồi. Rồi, còn bán cho mình sách gì đây? Fire Skill. Một phép đó không cần. Ok, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thôi đi tiếp nào, qua bên công trình kế bên ha. Rồi, rồng ở đây bay chơi gần nhà của pháp sư thôi nha. Đừng có đi lung tung. Mình vô đây mình chiến với con boss này cái đó. Bữa nay có chỗ đánh boss thì tranh thủ quẩy một xíu ha, lâu rồi chưa quẩy. Gắn cái đầu này vô. Đấy, mình sẽ đánh với những cái con kiểu như là chiến binh bảo vệ tòa tháp á. Ui, nó cầm cái dao kìa. Ghê vậy. Được, này là xương đúng không? Mình sẽ kêu mấy đệ zombie của mình ra. Mình sẽ đệ ba trước. Mình sẽ đệ ba cho mấy đệ mình vô quýnh. Quá đã luôn. Ê, ồ, mình dùng được phép rồi nè. Ồ, cái phép, cái phép mà hổm rày mình test chưa được, nó có tên là Puppet Master. Không biết công dụng của nó là gì ha. Ủa, lạ thiệt, mình kích hoạt lên mình cũng không thấy có gì đặc biệt hết á. Rồi, và con, cái con canh giữ tòa tháp này rất là trâu luôn, zombie mình quýnh không ăn thua rồi. Không được à, mình phải dùng kỹ năng mạnh nhất của mình thôi. Đây. Ui, chùm tia cũng không mất máu nó nổi luôn. Nó quá là mạnh luôn á. Vậy thì hố đen thì sao? Hố đen gây được có một sát thương cho nó một giây thôi. Con này cực kỳ khỏe luôn ấy. Mình sẽ điều khiển tâm trí nó. Nhưng mà mình có khả năng điều khiển tâm trí mà. Giờ thì mình coi coi mình sẽ dùng kỹ năng nào để trừ khử nó đây. Kỹ năng mạnh nhất của mình cũng không ăn thua thì biết sao giờ. Ê, bây giờ lại quýnh vô máu nè. À, một lần đánh nó được tới 2% máu luôn. Bắt đầu hiệu quả rồi. Trận chiến đầu tiên, chiến thắng liền. Quá đã. Và nó cho mình một cái cái bùa này thì nó sẽ loại bỏ cái sự đói hả? Ui, thiệt không vậy? Này đeo vô đâu? Cái này phải... Thiệt không? Mình dùng được luôn nè. Phải không nghe? Cái bùa này nó ghi là Remove Hunger, là loại bỏ đói. Để một xíu mình test mới được. Mình hay chạy nhảy các thứ lắm. Hoặc hồi nó đói là mình biết được cái bùa này có hiệu nghiệm hay không à. Còn giờ thì
đi tiếp thôi. Vậy là bây giờ mình đã sở hữu được bao nhiêu cây gậy phép rồi ta? Một cây gậy của những cái ma pháp sư nè, một gậy của những cái pháp sư sấm sét, một gậy của pháp sư hệ hồi phục. Vậy là mình còn gậy của pháp sư lửa, pháp sư trái đất, pháp sư băng, rồi pháp sư chiêu hồn nữa. Ui, còn nhiều gậy lắm. Hồi sớm giờ mình đi mình cũng gặp mấy cái chỗ như vậy nhưng mà nó bị trùng ấy. Kiểu như mình đi từng đi ngang rồi mà không có bán gậy phép á nên mình cũng không có ghé qua nữa. Giờ phải đi tìm những chỗ mới hoàn toàn thì may ra ấy. Tranh thủ ghé ngang mấy cái chỗ rương này kiếm thêm chút đồ. Lâu lâu gặp thì tranh thủ ghé vô kiếm đồ ha. Cao thủ cũng không bằng tranh thủ mà. Rồi, tiêu diệt mấy tên pháp sư này thôi. Ba tên bị hút vô cái hố đen rồi kìa. Giờ mình đánh thì mình chỉ cần dùng một phép thôi là chiến thắng được mấy tên này rồi. Lần này thì cho mình một cái được gọi là Crystal Flower Jam. Cái này đẹp này, cái bùa này đẹp này. Có thể đeo vô không? Đeo vô đâu vậy? À, đeo vô đây. Vậy là bây giờ mình đã gắn được hai cái món bổ trợ liên quan đến phép thuật rồi đó. Nãy giờ đi ngang cũng mấy chỗ tòa tháp rồi, toàn là bán mấy cái sách phép với nâng cấp không à. Lần này thì đừng có bán sách phép nữa nha, xin đấy. Bán gậy đi. Bán gậy thiệt. Yes, lần này là một cái gậy master mà hãy bắn luôn. Đầu tư Astro Diamond tiếp thôi. Vậy là bữa nay mình đã sắm được, nếu tính thêm cây gậy mà mình sắp mua này nè, là mình đã mua được hai cây gậy Master trong cùng một ngày rồi. Trời ơi, mà hai hệ khác nhau luôn nha. Đã thiệt sự. Rồi, giờ có bán thêm sách gì không? Bán thêm sách. Bức tường đất, Candlelight, đèn cày đó. Thôi, mấy cái phép này thì thôi, bỏ qua đi. Chủ yếu mua cây gậy thôi. Mình cần mỗi gậy phép thôi à. Mấy cái phép đó thì từ từ mình farm cũng như là chế tạo nó sẽ có á. Gần đây thì nó cũng có thêm một cái căn nhà gì này, nhìn rất là đẹp luôn. À không, không phải căn nhà đâu, nó là cả một ngôi làng ấy. Uầy, được đó nha. Chắc mình ghé vô làng mình tá túc qua đêm đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ đi tiếp á. Chứ đi rong rỏi mấy ngày rồi chưa có dừng chân nghỉ ngơi ấy. Nãy giờ miệt mài đi tìm nhà của pháp sư thì bây giờ cuối cùng mình cũng gặp được một chỗ trứng rồng mới rồi. Đáp xuống em ơi. Và lần này thì mình gặp được chỗ trứng rồng Stormcutter. Quá đã luôn. Đó chính là rồng Stormcutter ấy. Nhìn rất là đẹp á. Vừa đẹp vừa ngầu các thứ nữa. Quá xa đã. Phía dưới này thì còn có cả một cái kiểu như là ngôi làng của phù thủy luôn. Cơ hội để mình kiếm thêm sách phép đây rồi. Vô thôi. Gặp làng phù thủy là không thể bỏ được. Rất là nhiều đồ xịn trong đây đấy. Vô. Nhưng mà sao lần này vô mình không thấy phù thủy đâu ta? Hình như phù thủy đi chơi rồi. Một cuốn sách nâng cấp. Một cây gậy để lùi. Hết rồi. Bị bèo dữ vậy. No. Vào lên xíu đi. Đừng bèo như vậy chứ. Ôi mình nghe tiếng phù thủy rồi. Đóng băng. Ủa dạ, dạ đóng băng ngục. Đóng băng. Ôi phù thủy bị nhiễm với băng à. What the hell? Mình đóng băng không được rồi. Vậy thì cho vô hố đen. Đó, bả chọn thuốc độc kìa. Ui. Hố đen không xuyên dây luôn. Phù thủy mạnh vậy. Này thì không xuyên dây nè, tấn công vô trong. Đó, phù thủy trong đây đáng sợ lắm. Ăn nguyên cái hố đen mà không sao kìa. Ui, ghê quá à. Không được rồi, biện pháp đó không khả quan thì mình dùng biện pháp thứ hai thôi. Biện pháp lút đồ trộm. Cho mình một quyển sách Advent nè. Thơm thiệt. Đó, mình không đánh nổi thì mình lút đồ rồi mình chùa có gì đâu. Đây có rương nữa nè. Để mình vô mình lút rương tiếp.
Lần này thì sách hơi thở ban hết rồi. Đồ trong đây thì cũng hên xui lắm. Mình chỉ lút được có một quyển sách mới à. Còn nhiều là sách nâng cấp với ít xương thôi. Cũng coi như là có chiến lợi phẩm. Thôi, té chỗ khác và tiếp tục đi tìm nhà pháp sư thôi nào. Mình đã đạt được bao nhiêu cây gậy rồi ta? 3 cây gậy rồi. Một ngày mua 3 cây là cũng gọi là nhân phẩm cao lắm rồi đấy, chứ không phải đùa đâu. Có rương, trời ơi, bây giờ gặp mấy cái rương này không có bỏ được đâu. Vô vô em ơi. Tiếp tục nào. Phép Black Hole chuẩn bị. Mình sẽ cho mấy thanh niên này vô hố đen trước tính sao. Vô hố đen chơi đi. Vô hố đen. Mình đẩy vô hố đen luôn. Ui, mấy thanh niên này có phép dịch chuyển nên né ra khỏi hố đen được nè. Chơi mà chơi né hả? Biến thành người khổng lồ. Đấm phát chết luôn. Đấm phát chết luôn. Đấm phát chết luôn. Pháp sư cục xúc. Pháp sư cục xúc. Đâu rồi? Đấm phát chết luôn. Ý bự ăn hiếp nhỏ. Mình biến thành người khổng lồ. Mình đấm thanh niên này không chịu phát nào này. Hổng gà hơi ngứa tai. Hổng gà hơi ngứa tai. Ui biến bự biến bự. Đâu rồi? Ôi trời. Hắn dịch chuyển vô cục đất rồi chết queo luôn ơi. Hắn tự biên tự diễn rồi. Trời ơi, bó tay chấm cơm luôn. Hết chuyện dịch chuyển vô lòng đất à. Rồi và nó cho mình thêm một quyển sách phép mới nè. Quá đã. Cũng như là một cái Grandstone Tablet. Ủa cái này nhìn có vẻ VIP đây. Cũng như là một cái Talisman of Transformation. Cái này thì triệu hồi kiểu như là con hết, con zombie skeleton. Cũng như là ấy, tức là triệu hồi zombie thì nó sẽ thành hết. Còn triệu hồi con skeleton thì nó sẽ thành cái con stray, cái con mà ở vùng băng á. Ui thiệt không vậy? Mình đeo vô thử thôi. Mình có phép triệu hồi zombie này. Triệu hồi zombie. Ô thiệt này. Và khi biến thành con hết thì ban ngày nó sẽ không có bị đốt cháy. Wow. Cái vật phẩm này đúng kiểu dành cho mình luôn á. Mình đeo vô là mình đã nâng cấp cái phép triệu hồi zombie lên lắm luôn. Giờ thì mình không sợ quân đoàn zombie của mình bị cháy ban ngày nữa rồi. Quá là đã luôn. Một vật phẩm rất là hữu ích đối với mình á. Quá tiện lợi, quá tiện lợi. Có thêm máu rồng cho mình rồi. Mình sẽ kêu My giúp mình trận chiến này ha. My cũng rất là mạnh đấy. Lâu rồi chưa cho My tấn công nè. Rồi tấn công đi cưng. Đánh gục con rồng đó đi nào. Một hit nữa. Bùm. Ui con đó đâu thế? Rồi xong. Mình tin tưởng vào sức mạnh của My lắm. Tại vì hiện tại My và Night Fury á, là hai em rồng. Mình thấy có cái khả năng chiến đấu rất là tốt ha. Sát thương rất là khủng luôn. Nên mỗi lần mình kiểu như là cưỡi mấy em đó mình tự tin hẳn luôn. Giờ thì mình sẽ lấy thêm máu rồng nè. Lần này vẫn có thêm 6 lọ thôi. Cỡ rài hết hên như bữa đầu rồi. Bữa đầu loot toàn được 7 lọ. Nay toàn được 6 lọ thôi. Như hoài vậy sao gặp thuyền cướp biển mà vậy. Ê mà lần này ngộ lắm. Ui, băng cướp biển này nhìn nó lạ nha. Khoan từ từ. Ui băng cướp biển đầu cá mập hay sao ấy. Night Fury tấn công đi em. Ui tấn công một. Cái băng cướp biển này nhìn thị thủ đòn cơ. Toàn mấy con lạ lạ mà. Mà nó được cường hóa luôn nha. Mình sẽ kêu Night Fury mở combat trước rồi đó. Để mình rỉa máu mấy con này trước. Có rồng mà mình phải tận dụng mới được. Rỉa máu đi. Rồi mình đánh gục được vài con rồi. Cố lên Night Fury. Cố lên. Này thì ha, băng cướp biển đầu cá mập. Băng cướp biển đầu cá mập nè. Rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Nè. Nhìn đi gan cá mập luôn á. Ủa dạ, dạ, té, 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 té. Đúng rồi, cái này kiểu như cá mập đầu búa ấy. Ồ, cá mập đầu búa hả? Vậy thì mình sẽ kêu golem mình ra. Ủa nhưng mà băng này có vẻ hơi thân thiện. Ôi không thân thiện lắm đâu, quýnh golem mình kìa. Ôi trời trời trời. Có quýnh mình không? Ôi quýnh mình luôn nha.
Vậy là không thân thiện rồi. Không thân thiện thì phải trả giá liền. Tự nhiên đâu ra cái băng hải tặc này vậy trời. Lạ ghê luôn á, lần đầu mình gặp băng hải tặc này. Rồi và nó cho mình những cái đồng xu gì này. Pirate coin. À tức là đồng xu hải tặc á. Đã farm tiếp thôi. Trời ơi, tự nhiên đâu gặp băng hải tặc đầu cá mập đầu búa. Ui dưới này còn đông lắm. Được, hổ đen xuất hiện. Hút hết vô trọng đi. Ý. Và trên con thuyền này nó chứa một cái quả trứng rồng. À không, không phải cái này, không phải. Không biết phải con rồng không ta. Mà nó có tên là Parrot á. Hình như đây là trứng rồng hay sao ấy. Trời. Ôi nó nhốt quá trời vẹt trong đây này. Trời đất ơi. Đây. Để anh giải cứu cho. Giant Parrot tức là những cái con vẹt khổng lồ hả? Ừ bự thiệt, con vẹt này bự như con gà vậy đó. Bự hơn con gà nữa. Đây nè, tự do rồi nè, đi đi. Thả tự do cho. Ui trên này còn mấy con quái vật. Để mình tiêu diệt bớt cái đó. Cá mập rồi búa đi ra. Tôi sẽ thả tự do cho vẹt thôi. Đi ra đi vẹt. Mở cửa nè, bay đi. Hãy bay đi thật xa đi. Rồi. Ui bữa nay mình đã giúp được một cặp vẹt bị bắt nhốt trong con tàu này nữa ha. Wow. Bữa nay làm được quá trời chuyện tốt rồi. Hy vọng một xíu mình sẽ gặp được thật là nhiều những cái gọi là nhà của pháp sư nữa ha. Không biết mấy cái đồng xu này có công dụng gì nhỉ? Tò mò ghê á. Mấy thanh niên này cứ cà khịa mình nhỉ. Đừng có tưởng cá mập. Cá mập đầu búa là tôi sợ nha. Cá mập đầu búa là tôi cũng chiến thôi đó. Tôi là hơi bị chiến. Rồi hết đâu rồi. Không được. Tự nhiên chạm chén cái băng hải tặc này, cái mình hốt được cái trứng rồng Parrot luôn. Chắc đó là trứng rồng ấy. Và kế bên đây nó còn có một cái công trình gì nữa. Ở dưới đáy biển luôn nha. Để cùng mình đi khám phá nào. Kim cương lượm trước tính sao. Dạ zombie. Đừng có láo nháo chứ con zombie này. Đóng băng đi. Láo nháo. Ở đây nó có một cái cánh cổng địa ngục mà hình đầu lâu xương sọ luôn này. Ghê thiệt. Một cái căn phòng bí mật. Ồ có zombie. Tiếp tục là đóng băng nó thôi. Đỡ phải quánh nhau chỉ cho mệt. Bên này thì sao? Hết rồi. Công trình này cũng được một chút xíu đồ ha. Chủ yếu vô đây mình khám phá nhà tù kiểu như đầu lâu thôi. Nhìn khá là ghê rợn ha. Sau một ngày dài khám phá mệt mỏi, về nhà đánh một giấc nó đã gì đâu. Cái trứng rồng hôm qua mình up á thì nó đã xong rồi. Mà mình mãi mê khám phá quá, bây giờ mới trở về nhà và cho hai em rồng này ra nè. Được, mình sẽ cho hai em rồng này ra để gia nhập vào đội hình rồng của mình ha. Đầu tiên là rồng Nader. Nader, em này cũng khá là đẹp ha. Đấy, trời ơi. Nhìn có vẻ hơi chiến nha. Tiếp theo là Nightbringer này. Nightbringer cho ra luôn. Đó, hai em rồng này đều có màu xanh xanh rất là đẹp ha. Mỗi em thì đều có cái nét đặc trưng riêng. Và bây giờ thì mình sẽ cho hai em này ăn để cho lớn chung với mấy cái người anh em rồng khác nữa. Hiện tại thì mình đã cho Nightbringer lên cấp 36 rồi nè. Nhưng mà có vẻ Nightbringer còn rất là nhỏ ha. Tình hình là phải, mình nghĩ thôi nha, là cỡ cấp 50 ấy, bèo cũng cỡ 50 thì mới đủ to để cho mình cưỡi đấy. Mấy em rồng càng về sau thì mình cảm giác là khó để nuôi hơn á. Kiểu như tốn rất là nhiều thức ăn luôn á. Rồi giờ thì tới lượt Nether nè. Nether thì còn được 37 phần ăn. Mình cũng gán chia mình cho ăn đi. Để coi như thế nào ha. Trời ơi coi ẻm nghịch chưa kìa. Nhảy lên đầu cái trophy Ergat tưng tưng vậy mới chịu đó. Trời đất ơi. Nè ăn đi cho mau lớn. Nghịch quá là nghịch luôn rồi đó. Cưỡi được chưa? À cưỡi được rồi nè. Nether có vẻ là rất là mau cưỡi ha. Nhưng mà ui sao cái sừng nó đâm vô cái. Có đố sai sai ta. Cưỡi em này nhìn hơi thốn thốn nha. Tại vì cái bằng sừng của em rồng này nó đâm vô người mình kia. Mà không có mất máu ha, cũng đỡ. Và khi cưỡi Nether thì mình thấy em này có đặc điểm nổi bật, đó chính là cái khả năng lượn rất là tốt ha. Kiểu như nhỏ gọn á,
nên mình lượn qua trái qua phải rất là dễ luôn nè. Wow, cũng có cái lợi thế á, nhưng mà nhược điểm của em này là không được nhiều máu thôi. Nên thành thử ra những cái trận chiến với những cái con rồng mà có sát thương cao thì mình nghĩ là nên cho Nether tránh tuyệt đối luôn á. Tại vì lượng máu ít ỏi như vậy thì rất là dễ bị mấy con rồng khác nó đánh gục trong một nốt nhạc luôn. Và sau chuyến khám phá này thì chiến lợi phẩm của mình bao gồm là 3 cây gậy phép mới của những cái hệ khác nhau. Nào là gậy bên hệ hồi phục nè, gậy bên hệ băng nè, gậy bên hệ sấm sét nè. Bên cạnh đó thì mình còn có thêm được cả trứng rồng mới nha, bao gồm trứng rồng Stormcutter cũng như là một cái trứng Parrot. Parrot mình chưa có dám chắc nó có phải là trứng rồng hay không, nhưng mà mình sẽ tranh thủ mình up trong thời gian sắp tới để kiểm tra coi nó có phải là rồng hay không ha. Rồi, và mong rằng trong thời gian sắp tới mình có thể mua thêm thật là nhiều những cái gậy phép thuộc những cái hệ còn lại ha, để chúng ta đủ bộ sưu tập gậy phép và ép vào nó những phép thật là xịn sò thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.